Các bạn thân mến, chiều ngày hôm nay thì tờ Makan Bola của Malaysia đã tỏ ra là không hài lòng với công tác trọng tài ở trận Việt Nam gặp U23 Malaysia ngày hôm qua và họ tin rằng là trọng tài đã có vẻ nương tay với Việt Nam. Ngày hôm qua thì như các bạn đã biết là Malaysia đã thua Việt Nam nhờ hai tình huống tỏa sáng của Văn Khang và Minh Khoa và chiến thắng này giúp chúng ta đặt vé đi tiếp trong khi Malaysia thì chính thức là rời vòng chung kết. Thế trận trên sân diễn ra cũng khá cân bằng nhưng Việt Nam là đội tận dụng sai lầm của đối thủ. Truyền thông Malaysia cho rằng là thất bại của thầy trò ông Garrido cũng thất bại vì lối chơi bạo lực của Việt Nam, trong khi đó trọng tài lại nương tay. Mà cụ thể là tờ Makan Bola, tờ này viết là Việt Nam bắt đầu dùng những biện pháp thô bạo để gây áp lực lên cầu thủ Malaysia. Tất cả những gì diễn ra trong trận đấu ở giải U23 châu Á giữa Việt Nam và Malaysia đã chứng kiến một số quyết định gây tranh cãi xảy ra trên sân. Đầu tiên là hậu vệ Uma Hakem đã bị đạp vào chân thô bạo. Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đã thẳng thừng tác động mạnh lên Hakem hai lần. Tuy nhiên, trọng tài đã không đưa ra tấm thẻ đỏ. Một số sự cố khác là Muhammad Abu Khalil bị thẻ vàng, nhưng tấm thẻ vàng của anh là vô tình. Được biết, cầu thủ này đã cố gắng kiểm soát trước khi cầu thủ Việt Nam lao đến và gục xuống đang tranh bóng. Muhammad đã nhận thẻ vàng và sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo gặp Kuwait. Trong khi đó, Safwan Mazlan, Azwan và Siahi Basa nhận thẻ vàng ở trận thua vừa qua. Malaysia đang gây thất vọng nặng nề vì những tình huống xử lý thiếu tỉnh táo của hàng phòng ngự. Họ là đội duy nhất từ đầu giải dính penalty trong cả hai trận đã đấu. Vì vậy, ngoài việc chỉ trích Việt Nam, thì tờ Makan Bola cũng cho rằng sự non nớt là lý do chính khiến thầy trò Garrido toàn thua từ đầu giải và đây là kết cục xứng đáng. Hai quyết định đúng và một sai lầm của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở trận thắng U23 Malaysia. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy tài cầm quân với những quyết định đúng đắn giúp U23 Việt Nam đánh bại Malaysia ở lượt trận thứ hai vào chung kết U23 châu Á. Và dưới đây là hai quyết định đúng đắn cùng với đó là một sai lầm của chiến lược gia này ở màn đọ sức vừa qua. Về những quyết định đúng đắn thì đầu tiên chúng ta phải kể đến việc ông Hoàng Anh Tuấn đã tung Bùi Vĩ Hào vào sân. Ông Tuấn tiếp tục cho thấy cái duyên với những sự thay đổi khi nhân tố mà ông tung vào sân trong hiệp 2 đã tỏa sáng rực rỡ. Cái tên được nhắc đến chính là tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Không phụ niềm tin từ người thầy của mình, chỉ hơn 10 phút sau khi có mặt, nhân tố sinh năm 2003 đã ghi dấu ấn với pha đột phá cá nhân. Rồi sau đó anh bị phạm lỗi trong vòng cấm giúp cho đội tuyển hưởng phạt đền. Để rồi thì Võ Hoàng Minh Khoa đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 và ấn định kết quả của trận đấu. Đây không phải là lần đầu tiên mà sự thay đổi người của ông Hoàng Anh Tuấn phát huy hiệu quả. Chính Vĩ Hào sau khi vào sân ở trận trước cũng đã ghi cú đúp bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1. Rõ ràng là sự thay người tài tình của ông Tuấn đang giúp cho đội tuyển của chúng ta hưởng lợi. Thứ hai là mặt điều chỉnh hàng phòng ngự. Trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam có một hiệp 1 đầy khó khăn khi phạm phải vô số sai lầm ở hàng phòng ngự. Sự chệch choạc, thiếu hiểu ý nhau cùng với những đường chuyền sai khiến chúng ta suýt chút nữa phải trả giá. Do vậy thì những điều chỉnh kịp thời của ông Hoàng Anh Tuấn đã giúp cho Duy Cương và đồng đội cũng như lột xác trong hiệp 2. Đó là cách mà ông Tuấn đã tung Nguyễn Hồng Phúc, một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự, vào sân để thay thế cho tiền đạo Võ Nguyên Hoàng sau giờ nghỉ. Điều này giúp cho các cầu thủ U23 Việt Nam chơi đầy chắc chắn và khiến U23 Malaysia gần như là bất lực. Những liệu pháp tâm lý của ông thầy sinh năm 1968 có lẽ cũng góp phần giúp cho các học trò thi đấu tốt hơn và tự tin hơn. Về mặt sai lầm, chúng ta có thể kể ra là việc quá tin tưởng vào tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Sau chiến thắng trước U23 Kuwait, Thái Sơn được xem là cái tên đáng tin cậy nhất khi anh thi đấu đầy xuất sắc ở khu trung tuyến. Tuy vậy thì trước U23 Malaysia, cầu thủ này lại bất ngờ thi đấu dưới sức. Tiền vệ gốc Thanh Hóa này dường như là gặp phải vấn đề về thể lực khi chơi kém và có khá nhiều những đường chuyền sai. Hiệp 2 thì ông Tuấn đã phải rút Thái Sơn ra để thay thế bằng Nguyễn Đức Phú. Rõ ràng việc một cầu thủ trẻ thi đấu không ổn định qua từng trận cũng là điều dễ hiểu. Cầu thủ này sẽ phải cố gắng hơn nữa để đáp lại niềm tin từ người thầy của mình. Ngoài tấm vé tứ kết, ông Hoàng Anh Tuấn còn tặng món quà quý vô giá cho U23 Việt Nam. Sự khác biệt cơ bản giữa một U23 Việt Nam sẵn sàng đối đầu cùng những ngọn núi ở chặng đường tiếp theo
với những ngôi sao trẻ trong tay ông Philippe Jouzier là gì? Kể từ SEA Games 32 cho đến vòng loại World Cup tại khu vực châu Á thì điều mà chúng ta dễ nhận ra ở các học trò trẻ của ông Philippe Jouzier đó là những sai lầm cá nhân khiến dưới bàn tay nhào nặng của nhà cầm quân này, bóng đá Việt Nam thất bại toàn tập từ đấu trường SEA Games, Asian Cup rồi sau đó là vòng loại World Cup khu vực châu Á với viễn cảnh đến 99% là chúng ta sẽ bị loại. Dưới triều đại ngắn ngủi của ông Jouzier, sai lầm là thứ được nhắc đến rất nhiều, từ sai lầm đau đớn khi chơi hơn người mà chúng ta vẫn quyết ép bằng được trước U23 Indonesia để giành chiến thắng trong 90 phút ở trận bán kết SEA Games 32, để rồi thì dính phải đòn hồi mã thương đầy đau đớn. Sai lầm của các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam là vô cùng đáng tiếc, nhưng không thể không tính đến sự chỉ đạo đầy nông nổi của ông Philippe Jouzier. Không chỉ có vậy, cùng ông Philippe Jouzier, tuyển Việt Nam trải qua liên tiếp hai giải đấu thất bại thảm hại khi rời khỏi Asian Cup ngay sau vòng đấu bảng với 0 điểm, 0 trận thắng, trắng tay toàn tập cùng hai trận thua liên tiếp trước Indonesia ở vòng loại World Cup khiến giấc mơ ra biển lớn từng nhận được rất nhiều kỳ vọng tan thành mây khói. Điều đáng nói là trong những thất bại tủi hổ đó thì ông Philippe Jouzier đặt niềm tin rất nhiều vào các cầu thủ trẻ, song rốt cuộc những gì họ để lại chỉ là dấu ấn đậm đà mang tên sai lầm cá nhân. Bước vào vòng chung kết U23 châu Á năm nay, không khó để nhận ra sự hoang mang của các cầu thủ trẻ khi phải gánh sức ép nặng nề trên vai, sức ép lấy lại mặt mũi cho bóng đá Việt Nam sau khi chúng ta chạm đáy với những sai lầm của ông Philippe Jouzier cũng như là chính bản thân các cầu thủ. Và rõ ràng là sự hoang mang đó đang được thể hiện ở chính giải đấu này khi mà đội tuyển của chúng ta không thiếu những sai lầm dù chỉ phải đối đầu với hai đối thủ được coi là đánh giá yếu hơn. Phải nói rằng U23 Việt Nam của ông Hoàng Anh Tuấn khá may mắn khi rơi bảng đấu có đến hai đối thủ được đánh giá thấp hơn chúng ta là Coes và U23 Malaysia. Để so sánh thì nếu như ở bảng B được coi là bảng tử thần khi mà U23 Trung Quốc phải đối đầu với toàn những ông lớn là Hàn Quốc, Nhật Bản và UAE thì ở bảng C, Thái Lan cũng nặng như búa tạ với sự góp mặt của Iraq ở Đẹp Suốt, còn Indonesia ở tại bảng A gặp cả Qatar, Jordan, lẫn Úc. Nói một cách công bằng thì cả hai trận thắng vừa qua trước Coes và Malaysia, các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam vấp phải không ít sai sót. Ở trận đầu tiên gặp Coes, sai lầm đậm tính V-League của Ngọc Thắng chắc hẳn là khiến không ít người hâm mộ nước nhà đã phải lạnh sống lưng khi phải nghĩ đến cái dớp mang tên Philippe Jouzier. Còn ở trận thắng ngày hôm qua trước Malaysia thì hàng thủ của chúng ta dính không chỉ một loạt sai lầm khiến thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn suýt phải trả giá. Về mặt trình độ thì chuyên môn và phong cách thì có thể nói rằng U23 Việt Nam cũng không khác gì thời ông Philippe Jouzier với sự non nớt và không có nhiều chất chuyên nghiệp. Song thì có một thứ rất khác dưới thời ông Hoàng Anh Tuấn. Cụ thể là sau cú tự bắn vào chân mình ở trận gặp Coes, thay vì sốc tâm lý thì các cầu thủ trẻ lại chơi một cách bùng nổ trong hiệp 2 với một tinh thần chiến binh thực thụ. Còn ở cuối trận gặp Malaysia, trước sức ép khủng khiếp, dồn ép của đối thủ, hàng thủ của chúng ta đã xuống sức nghiêm trọng, vẫn đứng vững bởi sự lăn xả. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến Lưu Duy Cương và thủ thành Quang Văn Chuẩn đã giữ sạch mảnh lưới. Đình Bắc và Minh Trọng có lẽ là hai cầu thủ trẻ được ông Philippe Jouzier ưu ái nhất dưới triều đại của mình. Song với ông Hoàng Anh Tuấn thì sự mất mát mang tên hai ngôi sao này lại không quá quan trọng ngoài việc là truyền được chất lửa cho các học trò. Ông thầy này còn cực kỳ nhạy bén trong việc xử lý những biến số trong từng trận đấu, điển hình là dự bị mang tên Bùi Vĩ Hào. Nếu như ở pha sút phạt thần sầu của Văn Khang là thành quả của cả tinh thần chiến đấu, sự tập trung và khát khao của U23 Việt Nam, thì hai bàn thắng cùng một pha bóng đem về quả phạt đền cho đội nhà của Bùi Vĩ Hào chính là thành quả đến từ những pha thay người khét lẹt của ông Hoàng Anh Tuấn. Không để Bùi Vĩ Hào ra sân ngay từ đầu, nhưng cứ mỗi khi ông thầy cần đến thì chân sút này đều sẵn sàng tạo ra sự đột biến đem về chiến thắng. Hai trận đấu được đánh giá là dễ dàng đã trôi qua với kết quả êm xuôi dù về mặt chuyên môn vẫn còn không ít những lấn cấn. Hai trận đấu phía trước với chúng ta là cực kỳ nặng, là những thách thức thực sự với thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn. Với hành trang quý giá mà ông thầy này vừa tặng cho U23 Việt Nam thì liệu đội tuyển của chúng ta có thêm lần nữa để lại dấu ấn đậm đà ở đấu trường châu Á để xóa tan đi sự u ám hiện là vẫn còn sót lại sau thời ông Philippe Jouzier?
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.